càng về cuối năm, tại các quận nội thành ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều công trình nâng cấp sửa chữa mặt đường, đặt cống ngầm, nằm ngổn ngang quay thành lô cốt. Thực trạng này khiến người dân rất khốn khổ khi di chuyển do ùn tắc giao thông, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh dài hơn 3 km, nối từ quận 1 sang quận Bình Thạnh. Theo dự tính, cuối năm 2020, dự án nâng cấp sửa chữa này sẽ hoàn thành. Nhưng đến nay, dự án đang chậm tiến độ, mặc dù thành phố đã chi gần hết trong gói hơn 470 tỷ đồng. Phóng viên VTC News ghi nhận ngày 28 tháng 12, trên đoạn đường này, các rào chắn để đào đường, đặt cống, lấn gần hết phần đường lưu thông kéo dài vài trăm mét, khiến ô tô xe máy chen chúc nhau. Các hàng quán hai bên đường bị lô cốt án ngữ, khiến kinh doanh ế ẩm. Thứ nhất là nó che, nó phút trước cửa mình rồi, thứ hai là bị bụi, thứ ba là tiếng ồn. Tầm nhìn của quán mình nó phút nó che, đâu còn lối đi nữa. Khách thì khi mua cũng khó khăn. Thành ra ở đây bán nhà khách quen thôi, chứ nhà nước làm cho lẹ cho sớm rồi, kinh doanh đó, mặt bằng thuê cũng giá cũng cao. Tương tự trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, đoạn từ chân cầu chữ Y đến nhà thờ Bình An. Theo quan sát của phóng viên, hiện có 4 công trình đang được rào chắn. Ở những điểm bị rào chắn, người dân phải chen chúc hai chiều xuôi ngược. Hơn 2 năm qua, người dân trong khu vực phải sống chung với cảnh con đường liên tục bị băm nát do các đơn vị thi công dự án cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực kênh Tàu Hủ, Bến Nghé, kênh Đôi, kênh Tẻ giai đoạn 2 triển khai đào bới. Che khuất cái quán, mất cái tầm nhìn của quán rồi, không có kinh doanh gì được hết. Thì đáng ra là từ đầu năm tới giờ là thiệt hại rất là nhiều, từ 50% lỗ lên dưới 50%. Ngày bán có thể được 500 ngàn, bây giờ bán chừng trăm mấy, 200 ngàn. Các thứ là đều lỗ lạ hết trơn. Xuống muốn cho nó làm lẹ, dở đi sớm sớm, không tồn tắc giao thông. Để cho dân làm ăn mua bán, nó dịp Tết tới rồi. Theo thống kê từ Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, hiện trên địa bàn có gần 100 vị trí đang rào chắn để thi công các công trình. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, thông thoáng cho người dân đi lại trong dịp Tết, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ chỉ đạo các đội thanh tra địa bàn tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm trong lĩnh vực thi công công trình. VTC News sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.